Google báo cáo kết quả kinh doanh tồi tệ trong quý thứ ba. Kết quả hàng quý của Google đã không đạt được kỳ vọng của Wall Street trong cả doanh thu lẫn thu nhập sau khi ngạch kinh doanh quảng cáo là ngạch kinh doanh cốt lõi của công ty bị chậm lại. Kết quả tồi tệ đã gây bất ngờ cho các nhà đầu tư, những người đã quen thuộc với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của công ty Internet khổng lồ này và giá trị thị trường của công ty đã bị mất hơn 8%. Những con số đáng thất vọng hôm thứ Năm đã được lầm lẫn công bố vài giờ trước thời hạn. Bản báo cáo thu nhập đúng ra phải được công bố sau giờ đóng cửa thị trường, cho thấy một sự suy yếu trong kinh doanh quảng cáo trên Internet của Google và các khoản thua lỗ liên tục trong ngạch kinh doanh điện thoại di động Motorola mà Google gần đây đã mua lại. Cổ phiếu của Google đã bị giảm hơn 8% sau khi tạm ngưng giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn. Một số các nhà phân tích cho rằng các kết quả vô tình được phát hành sớm đã làm trầm trọng thêm sự suy giảm của giá cổ phiếu của công ty tìm kiếm Internet số 1 thế giới. Ban giám đốc điều hành của Google vẫn nhấn mạnh rằng các ngành kinh doanh khác của công ty tiếp tục được hưởng lợi từ sự tăng trưởng lành mạnh và Google đang ở trong một vị thế tốt để tận dụng xu hướng sử dụng ngày càng tăng các thiết bị di động của người tiêu dùng. Giám đốc điều hành ông Larry Page nói rằng ngạch kinh doanh điện thoại di động của Google nay đang tạo ra doanh thu với một tốc độ hàng năm 8 tỷ Mỹ Kim. Ông Page thừa nhận rằng mức giá quảng cáo trên điện thoại di động thấp hơn so với mức giá quảng cáo xuất hiện trên trang mạng cơ bản của Google. Tuy nhiên, ông nói rằng sự đa dạng của các thiết bị kết nối Internet được sử dụng bởi người tiêu dùng đang tạo ra một vũ trụ to lớn của các cơ hội mới cho các nhà quảng cáo. Google đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực thúc đẩy kinh doanh điện thoại di động Motorola mà công ty đã mua lại với giá 12.5 tỷ Mỹ Kim. Tăng trưởng doanh thu kinh doanh Internet của Google tăng 17% so với năm ngoái. Đây là lần đầu tiên mức tăng trưởng này thấp hơn 20% kể từ năm 2009. Tuy nhiên, giám đốc tài chính của Google, ông Patrick Pichette, nhấn mạnh rằng tỷ lệ tăng trưởng doanh thu thực sự cao hơn nếu không tính tác động của tỷ giá hối đoái ngoại tệ. Cổ phiếu của Google đã bị suy giảm mạnh sau 3 tháng tăng cao, lên đến mức cao nhất là 774.38 Mỹ Kim vào đầu tháng này.